Các người lui hết ra đi. Rơi vào tay của ác quỷ được. Người đang ở đâu vậy? Kim xong chưa? Tiệc sắp bắt đầu rồi, ta chỉ cần chờ khách tới nữa thôi. Chưa, không được đi xuống, tôi tuyệt đối không được làm gì. Chín à? Đại nhân, ngài đã khỏe lại rồi hả? Sô Hàng nói với tôi tạm thời đại nhân cần lánh đi một thời gian. Hiện giờ thì Giang Xuân đã bị bắt vào cung rồi. Hả? Cô ấy bị bắt đi rồi hả? Đúng hơn là cô ấy tự nguyện đi. Cô ấy đã biết mình là mật cách diệt quỷ. Ơi trời đại nhân à, chuyện này tất cả đều nhầm lẫn hết rồi. Người đang nói gì vậy? Ngài Bét đã nói với tôi, cha mẹ ruột của Giang Sung đều bị quỷ hút máu chết. Vậy có nghĩa là con quỷ đó đã uống máu của mẹ của anh. Và hắn vẫn còn sống. Ta đã hiểu rồi. Vậy chúng ta cần phải ngăn cản cô ấy lại. Bên này tại sao lại như vậy hả? Tôi không ghen tị với số mệnh gian nan của cô đâu, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Bởi vì cô có dòng máu quá đặc biệt đi. Giống như tôi cũng không được lựa chọn việc được sinh ra trên cõi đời này. Thank you.
tự tôi đã chọn cho mình. Được chết theo cách đâu nữa. Quan binh đang truy bắt đại nhân khắp nơi đó. Họ sẽ bắt bất cứ ai mặc áo đen trên người. Họ sẽ bắt ngài đó đại nhân à. Đại nhân, đại huynh, xin hãy thu nhận chúng tiểu đệ. Thu nhận các ngươi à? Các ngươi đang nói chuyện dớ dẫn gì vậy hả? Dạ bọn đệ đã biết là huynh thật ra là ai rồi. Đại huynh là người của Hắc Y Hội phải không vậy hả? Người nói Hắc Y Hội là sao? Lúc đó có một người mặc áo đen đột nhiên bất ngờ xuất hiện và tấn công đoàn hộ tống. Đây đã là lần thứ ba rồi. Bệ hạ vẫn định bàn quan đứng nhìn sao? Kẻ đó mặc y phục màu đen, lại còn có hành tung bí ẩn. Lẽ nào lại là Kim Sâu Chân? Thần chắc chắn kẻ đó chính là hắn. Truyền lệnh của ta, truy bắt hắn ngay lập tức. Thần sẽ đi bẩm báo tình hình này với đại nhân. Bị truy lùng gay gắt như vậy mà ngươi vẫn còn có lòng tin với con rối của quỷ sao? Nếu bệ hạ vẫn tin một con quỷ hút máu như ta, đương nhiên là ta cũng có lòng tin ở người rồi. Mau thả hết các thiếu nữ bị các ngươi bắt về đây cho ta, nếu không thì chuyện đó